てしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミーな忘れ mình quyết định sang Hàn Quốc và báo với bọn mình trước có một ngày. Thế là bây giờ anh em mình đang đi giặt đồ để đón bố mẹ sang. Thật ra là giặt chăn ga gối đệm cho nó thơm tho sạch sẽ chứ nó cũng không có bẩn gì đâu. Giặt đồ xong thì bọn mình có vào Daiso để mua ít đồ. Đây đúng kiểu thiên đường luôn ý, cái gì cũng có. Mình định mua một ít giấy gói hoa, mẹ mình thích hoa lắm, thế là trước lúc mẹ sang mình đã mua một đống hoa. Nhưng mà với bàn tay khéo léo của mình thì mình không biết là mình có gói được hoa không nữa. Đây là những bông hoa mà mình đã chuẩn bị này mọi người ạ. Mình đi chợ đêm, có cả vlog đấy nhưng mà mình vẫn chưa edit, mọi người thông cảm. Và đây chính là dáng vẻ của tôi khi cặm cụi cắm hoa và em mèo Min, em mèo Haru quấy. Con ơi sao con cứ dính ăn hoa thế hả con? Ok, sang đến ngày hôm sau rồi này. Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Chu Sóc. Và mình và con người này đang đi đón bố mẹ mình sang đây chơi. Yeah. Trước khi đi ra sân bay thì chúng mình sẽ đi ăn sáng trước. Mà ăn sáng ở Hàn Quốc thì mọi người cũng biết đấy, ngoài cửa hàng tiện lợi ra chả có gì cả. Mọi mình vào cửa hàng tiện lợi GS25 trên đường ra sân bay nhé. Không biết ở đây có bác nào giống tôi không? Buổi sáng ấy chỉ thèm ăn cái gì nước nước mà phải nóng nóng một tí. Ở Việt Nam thì chạy ra đường đá bát phở hoặc là bát bún riêu, nhưng mà bên Hàn chả có gì ngoài mì tôm cả. Chọn đồ xong thì bọn mình sẽ đi ra để thanh toán nha. Anh trai mình còn mua cho mình thêm hai cái mantu nữa, nhưng mà mình không thích ăn mantu rán này lắm, nhưng mà thôi vẫn ăn. Đây là nước trà xanh uống chán cực kỳ. Đây là mantu. Mantu rán. Các bạn ơi, đây là Seoul ngày Tết bằng teo. Bình thường mình đi cái con phố này nó siêu tấp nập luôn, thế mà hôm nay nó vắng như là Hà Nội ngày Tết vậy. Vì đón bố mẹ nên bọn mình siêu vui luôn, mặt háo ha háo hức. Nhưng mà mọi người biết gì không? Chúng tôi vì mải ăn quá nên đã đi đón bố mẹ bị muộn và bố mẹ đã phải đợi bọn mình 30 phút ở sân bay. Con cái quá là tệ mà. Thà để bố mẹ tự đi về còn hơn ấy. Tại vì bố mẹ mình còn dành đường phố Hàn Quốc hơn cả bọn mình. Bà nội không sang được dự sinh nhật bọn mình nha, có gửi quà nhờ bố mẹ chuyển cho bọn mình các bác ạ. Đây là chiếc màn hình 20 năm không đổi của bố tôi. Ôi, sẽ cho tiền giữa nơi trốn đông người này. Ngại quá. Bố bảo ngại thôi nhưng thích lắm mọi người ạ. Bố mẹ mình cho tiền làm quà sinh nhật tại vì không biết mua gì cho bọn mình ấy. Bọn mình đi tàu gần về nhà xong rồi bắt taxi để về nhà mình nha. Trên đường về bọn mình có gọi cho bà nội nữa và đây bố mẹ tôi đã được diện kiến hai mèo béo. Nữ công gia tránh chính thức bắt đầu đây này. Đây mới là phụ nữ chứ mình không biết cắm hoa đâu các bác ạ. Hai mèo nhà mình cực kỳ quấn bố mình luôn nhá. Đúng là sức hút của người đàn ông có vợ mà. Kinh khủng.
thì cả nhà mình sẽ di chuyển bắt taxi để đi ăn trưa. Hôm nay thì mình có hẹn hai chị bạn thân của mình ở bên Hàn đi ra mắt bố mẹ mình các bác ạ. Chúng mình chọn đi ăn quán thịt luộc Phú Sam ở Hồng Tê nha. Ê, nghe thịt luộc thế thôi nhưng mà hơi bị ngon luôn á. Phần chan đồ ăn kèm đây rất là nhiều nhá, mà món gì cũng ngon. Đồ ăn kèm đặc biệt là kim chỉ đây, ăn cực kỳ ngon, mê ly luôn, ngọt lịm. Bữa đầu lúc nào cũng là bữa ngon nhất ý, cả nhà mình ăn siêu nhiều chắc tại đói. Thì ra đây là dáng vẻ của người hạnh phúc hả các bạn? Ăn xong thì tạm biệt các bạn mình, cả nhà mình lên đường đi du lịch đây. Chắc là sau một chuyến bay dài bố mẹ mình mệt nên là đấy, mọi người ngủ khò khò. Ngủ một chút xíu là đến nơi, bọn mình đi thành phố Chuncheon. Về đây hơi vùng quê một chút xíu nên là khó bắt xe lắm các bạn. Đợi mãi thì bọn mình cũng gọi được một bác taxi. Bác đúng kiểu hướng dẫn viên du lịch cho nhà mình luôn ấy, siêu đáng yêu. Cũng may là bố mẹ mình biết tiếng Hàn, thế là giao tiếp cũng không có gì khó khăn cả. Bố mẹ tôi còn giỏi hơn cả chúng tôi. Đầu tiên thì bác dẫn mình đến quán cà phê Santorini. Quán này thì rất là hot khi mà săn hoàng hôn ở Chuncheon luôn. Ê, đúng là có người dân bản địa dẫn đi ấy, toàn được đi những cái địa điểm nổi tiếng mà mình chưa biết bao giờ. Quán này to đùng khủng khiếp, trông như là ở trời Âu ấy. Mỗi tội là hơi đông người. Đây này, mình sẽ đi ra một cái khoảng sân như thế này nhá. Cái cổng trời kia là view đỉnh chóp ở đây luôn. Chúng mình sẽ săn được hoàng hôn ngắm mặt trời lặn ở đây nè. Kể cả không có bọn mình thì bố mẹ mình vẫn rất là tận hưởng với nhau ấy. Tự nhiên cảm thấy biết ơn vì bố mẹ đã để cho tôi một người anh trai ghê. Có người để bắt nạt, bắt chụp ảnh, chụp đi chụp lại. May là cả nhà mình đều chiều mình á. Mọi người nhìn cái cách mà bố mẹ mình cho dù có bận rộn như thế nào cũng bớt khoảng thời gian 3 ngày ra chỉ để sang đón sinh nhật với mình. Tại vì năm nay mình cũng hơi gọi là ốm đau bệnh tật một chút xíu. Bác nào mà có follow mình trên cả IG, Kim Min lẫn Top Top thì cũng biết là đấy, năm nay tôi hơi ốm nha. Uống cà phê chơi xong rồi thì bác có dẫn bọn mình đi một cái gọi là đập thủy điện. Bầu trời màu hồng phía bên ngoài xinh chưa này. Ở đây là đập thủy điện to đùng luôn, bác giới thiệu nhiều lắm, kể về lịch sử các thứ nữa nhưng mà mình chả nhớ gì cả. Tại vì thời gian cũng trôi qua lâu rồi ấy. Nhưng mà ở đây siêu to siêu rộng, làm mình nhớ đến đập thủy điện Hòa Bình ở Việt Nam á. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển lại về thành phố để ăn nhá. Bác bảo là đã đến Chuncheon rồi thì không thể bỏ qua được bánh khoai tây. Thế là bác đã dẫn mình đến một cái cửa hàng bánh khoai tây siêu nổi. Nó là kết hợp quán cà phê luôn ấy. Mà kiểu đến đây, ai đến đây cũng sẽ phải xếp hàng để mua. Và công nhận đông thật, mình với mẹ đã vào xếp hàng mua nha. Nó là khám chạp bang ấy. Một hộp này thì có giá 33.000 won, được sale xuống còn 29.700 won, gọi là 30.000 won đi, tương đương với khoảng gần 600.000 tiền Việt Nam. Thế mà mình muốn mua hộp, mà hôm nay nó hết sạch hộp rồi nên mình đã mua hai chiếc túi như thế này, gồm có 10 cái, mà ăn ngon lắm luôn nha. Đấy, mẻ bánh nóng hôi hổi kiểu ra liên tục bởi vì mọi người mua rất là nhiều. Cho mọi người nghía ra đằng sau vườn xem nhá. Ở đằng sau có không gian rộng phết, vườn tược cây cối. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thạc kalbi nha. Món này là món nổi tiếng nhất ở đây. Kiểu mọi người đi trên đường sẽ thấy kiểu toàn thạc kalbi. Nó là kiểu lườn gà nướng với sốt ấy. Mà công nhận bác dẫn bọn mình đến quán này ngon lắm nha. À, cả nhà mình có mời bác lái xe vào ăn với bọn mình luôn.
Trong lúc đợi gà nướng thì mình có đòi mẹ ăn bánh khoai tây. Ôi nó nóng ơi là nóng ý. Vẫn nóng hôi hổi luôn mà nó ngon ngoài sức mong đợi của mình. Cái vỏ ở ngoài nhớ nó như kiểu vỏ gạo nếp và bánh trôi, cái hình của nó đã xinh rồi ấy, như là một củ khoai tây vậy. Ở trong thì nó là nhân khoai tây nghiền nhuyễn, ở ngoài vỏ nó dẻo mềm thơm nhá, mà ăn ấy nó kiểu mặn mặn ngọt ngọt cơ, ngon kinh khủng. Bây giờ kiểu chỉ muốn quay lại chun chon để ăn thôi. Thôi lần tới mà quay lại chắc chắn mình sẽ đến đây và mua một đống bánh này về để ăn thôi, chứ nó quá là ngon đi. Hôm nay ăn cái gì cũng ngon ấy mọi người ạ. Mọi người thấy hơi ít rau đúng không? Ở Hàn chả có nhiều rau mấy đâu. Thế là mình đã gọi một đĩa salad burrata này. Nhưng mà cái phần phô mai ở trên nó không có được ngon lắm. Ăn no nê xong thì bây giờ bác sẽ chở bọn mình về homestay. Đấy, giờ check in là 2-3 giờ chiều, nhưng mà đến tận tối khuya mò chúng mình mới đến nơi. Thế là trông nó cứ tối om chả thấy gì. Có gì mai dẫn mọi người đi tham quan cái pension mà nhà mình ở nhá. Mình ở một căn có 2 tầng. Không, thật ra nó là 1 tầng nhưng mà nó to to kèm các sếp ý. Xong ở ngoài còn có cả ban công, có khu ăn uống các thứ nữa. Mặc dù ăn rất là no rồi, thế mà trước khi đi ngủ mình vẫn ăn thêm 2 cái bánh khoai tây nữa, bởi vì nó quá là ngon đi. Thôi hẹn mọi người sáng ngày hôm sau nhá. Video đến đây cũng dài rồi, thế là hẹn mọi người ở phần 2 dẫn mọi người đi chơi đảo Nami cùng mình với cả bố mẹ nha. Bye bye, ăn nhu. À không, bây giờ là buổi sáng. Nhà mình ngủ đến rõ rõ là muộn thì dậy. Thì đang thôi anh trai mình đi chụp ảnh cho mình. Bộ ảnh hôm nay sẽ là công chúa thức giấc bên bờ biển. Mặc dù đây không có biển, đây là núi. Nhưng mà đây. Này, em đã hy sinh vì anh rồi nhá. Em đã không đi chơi rồi nhá. Anh trần thủ đi, người ta đang ngủ. Anh cứ hát đi. Đang là ngày lễ chúc sóc nên là đấy, mọi người về nhà ăn cỗ hết. Khó, rất là khó để bọn mình bắt taxi ấy. Mình bắt taxi ra đảo Nami cũng ở gần đấy và đi cái zip trượt từ trên cao xuống để sang đảo bên kia ấy. Có gì hẹn mọi người ở vlog sau nha. Bye bye.